Hello, xin chào các bạn. Bây giờ mình đang đứng trước ở cái cổng chùa của làng Văn Môn ở Yên Phong, Bắc Ninh các bạn ạ. Sau đây mình sẽ quay một đoạn video giới thiệu về chùa Văn Môn cho các bạn xem nha. Bây giờ bắt đầu mình đi vào trong chùa nha các bạn nha. Đây các bạn đấy, phía trước chùa đấy. Ở bên cạnh là có cái tháp rất là cao các bạn ạ. Bây giờ mình thử đi vào bên trong, mình lên trên kia mình quay cho các bạn xem nhá. Đây có một bức tượng Phật này. Ở đây là cây đa. Với các bạn nhỉ. Cái tháp cao 13 tầng các bạn ạ. Mình đếm được thấy 13 tầng. Bây giờ mình sẽ đi vào mình lên trước xem nhé, vào trong chùa xem. Hôm nay ngày bình thường chắc là chùa đóng cửa các bạn ạ. Mình chỉ được đi dạo dạo bên ngoài. Đây là cầu thang đi lên. Đóng cửa các bạn, ngày bình thường đóng cửa các bạn. Bây giờ mình chỉ đi lên, đi vào trong này xem. Ngày bình thường chẳng có ai lên đây cả. Trông rất là đồ sộ các bạn ạ. Ôi, tháp cao quá các bạn ạ. Hình như ngày thường này không mở cửa các bạn ạ. Đóng cửa hết. Chùa này nó ngay ở cạnh khu làng. Đây là làng Văn Môn các bạn. Đó. Mình thì qua đây là kia xem. Hình như cô đóng cửa, à mở cửa các bạn. Ở chỗ này mình không có bực vàng, phải bước qua chỗ này các bạn. Hãy mình đi qua giang này xem. Xung quanh chùa
phía dưới nữa các bạn ạ. Bức tượng Phật, Phật tổ. Kia là cái tháp một cột. Dưới có ao hồ cá. Chùa to lắm các bạn. Có cửa, chỗ này có mở cửa các bạn. Không biết có ai không. Có đây. Chắc có mấy bà vệ sinh các bạn. Đây bên trong chùa này. Bên trong này. Xuống dưới nhé. Đây, bức tượng Phật và Bồ Tát A Di Đà Phật. Cá đây. Ở đây nó nặng hết à. Chỗ này đóng cửa. Đây là cái cổng rồi. Đằng sau của chùa đi ra làng Văn Môn các bạn ạ. Chùa xây to quá. Ôi chùa, nó gỗ bị mục hết rồi. Giờ mình vào mình thăm cái tháp mười mấy tầng kia, mười ba tầng các bạn xem. Chùa rộng này có người vệ sinh dọn dẹp liên tục thì nó mới không bẩn. Các bạn ngắm lại cái tháp này một lần nữa. Thank you.
mới vào được. Đường vào cái tháp này đi đường này. Ở đây là cái làng đúc, đúc nhôm đúc đồng nó bụi lắm các bạn ạ, phải lau liên tục. Thế là đi sang bên này được. Đấy, vào trong điện chính này. Đấy. Đi ra. Thôi nhá, video của mình đến đây là kết thúc. Xin chào tạm biệt các bạn.